Có những con nhìn nó quẩy quẩy nhưng mà hồi nó chết bởi vì nó sống hết nổi rồi. Rồi. Lúc mình nâng nó lên vậy nè, mình coi. Đó, còn nó sống đó. Mình nâng nó lên để trên tay nè. Con nào sống rồi để lên tay là nó sẽ ngoại dữ lắm. À, con này đó. Có những con nó bị gãy cái mang nhiệt, gãy cái mũi là nó cũng chết đó. Gãy mắt hay hư mắt gì là con mắt nó bị mù nó cũng chết nữa, nó bị bể con mắt là nó cũng chết nữa. Thường mấy này nó bị đè bể mắt mớp mắt à. Đó. Rồi. Phóng sinh đi để cho hôm nay cơ cho bắt đi mấy con già nó về. Con này sống. Chết. Nó là tôm. Rồi thôi. Nhưng mà nó cũng còn yếu á. Nó còn thở như đây nè, nó còn sống á. Con nó dễ sống hơn mấy con này. Cái này nó lớn rồi, nó cái size của nó là chuẩn bị đi chết rồi đó. Mấy con tôm chì size này là chuẩn bị đi chết hết rồi. Không, là nó sống được 6 tháng à. Mấy con tôm này sống được 6 tháng à. Tôm này là tới tuổi ăn thịt là mẹ phóng sanh nó cũng phí. Thôi ha, đi thả đi. À được rồi. Đó, còn con này sống á. Nó chết thì chị, nó chết. Giờ mình nhìn nó chết thì nó chết. Ừ. Nó chết trong nhà mình được rồi. Ừ, đó, xong. Vậy nha. Còn không? Còn không? Không, quéo rồi. Quéo mèo quéo rồi. Ờ, à, có một con nè. Đó. Nó trộn trộn đi. Đừng có để cái... Để con lựa, để con lựa. Để con nhìn. Chim da phong xanh. Đó. Đấy, thấy là biết rồi đó. Rồi đó. Cái mồi kìa. Ừ. Ừ. Đó. Còn ngoại ngoại là còn cơ hội. Con đó ngoại là ngoại chết á. Ngoại chết. Rồi xong. Mà mẹ thích thì thả luôn. Chứ con xuống nước con canh tụi nó, con coi tụi nó hồi nó dậy dậy hồi nó chết con nghiên cứu tụi nó hết rồi. Con tôm này là tới tuổi già rồi nè.